Xin chào các bạn, trong quay trở lại kênh tôi Tình View. Tôi xin giúp bạn gách vào chế độ Deco Remote của con máy Vivo i22s ở đây. Rồi mời vào nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn. Ta sử dụng hai tổ phím là Volume Up và Power Gain, là phím tăng lượng và phím nguồn. Ta cứ đè cho nó vào phát mode. Rồi nó vào phát mode ta thả ra. Để giảm âm lượng xuống dòng Recovery Mode, ta sẽ ấn nút nguồn để vào. Ở trong chế độ Recovery của Vivo này thì ta sẽ có dòng này là các bạn cài đặt phần mềm nhé, ở trong máy hoặc thẻ nhớ. Dòng này là các bạn xóa một khẩu xóa check system. Đấy. Các bạn vào chế độ an toàn này. Đấy, shut down và restart. Đấy. Full rot hay non rot nhé. Và restart, ok. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn cách vào chế độ Recovery Mode của con máy Vivo i22s. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.